Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hạn Computer. Các bạn nghĩ sao về một mẫu tai nghe chơi game khủng nhưng mà nó lại không có trong mình hệ thống âm thanh 7.1, nhưng mà nó lại có chất lượng âm thanh ăn đứt luôn những mẫu tai nghe có âm thanh 7.1? Và các bạn hãy cùng mình tìm hiểu trong video này nhá. Có cách nào không phải tự build mà vẫn có PC chơi game ngon giá rẻ không nhỉ? Có đấy, vừa rẻ vừa ngon luôn là đằng khác. Nếu như các bạn là một game thủ có hồng bao không quá lớn nhưng vẫn muốn mua một bộ PC để chiến game mượt thì hãy tới ngay Hạn Computer để mua ngay một bộ PC HNC Professional Gaming với nhiều tên mã khác nhau như là P1, P2, P3 và mức giá trải dài chỉ từ 7 triệu cho tới 20 triệu đồng, được xây dựng bằng những linh kiện được chọn lọc cũng như là tối ưu nhất dành cho các bạn. Các bạn có thể thỏa sức lựa chọn và chiến game một cách mượt mà nhất có thể. Hãy tới ngay showroom gần nhất của Hạn Computer để mua ngay một bộ PC gaming về với mức giá chỉ từ 7 triệu đồng mà thôi. Mẫu tai nghe gaming mà mình muốn giới thiệu tới các bạn trong video này đấy chính là mẫu Sennheiser GSP600. Về thương hiệu Sennheiser thì các bạn đã biết rồi. Hầu như tất cả những mẫu tai nghe nào của Sennheiser đều có chất lượng âm thanh phải nói là cực kỳ ngon luôn. Và các bạn hãy cứ tin tưởng đi, Sennheiser GSP600 sẽ là một trong những tai nghe chơi game có chất lượng âm thanh cực kỳ ngon trong tầm giá và nó không hề thua kém những đối thủ của nó trong cùng một phân khúc giá đâu. Về thiết kế thì GSP600 nó cũng gần giống như là GSP300, nhưng mà phần củ tai sẽ được thiết kế thêm một phần nhôm nữa. Nó vừa cho tai nghe có một kết cấu chắc chắn hơn, nó cũng vừa tạo ra một điểm nhấn để khác biệt so với cả GSP300 trước đây. Để nhận xét chung về thẩm mỹ của GSP600 thì mình thấy nó không được đẹp cho lắm, nó không giống như là những mẫu tai nghe đến từ Razer hay là của Corsair. Tuy nhiên, Sennheiser lại không quá tập trung vào tính thẩm mỹ của GSP600 mà họ lại tập trung vào độ thoải mái của GSP600 khi các bạn đeo nó ở trên tai, và mình sẽ phân tích cái này ở một đoạn sau nữa nhá. Đệm tai của GSP600 nhìn qua các bạn sẽ thấy là nó được bọc da đúng không? Nhưng mà thực ra cái phần tiếp xúc với cả vành tai của bạn thì nó được làm bằng một lớp nhung rất là mịn cũng như là rất là đặc biệt. Đây là một chiếc tai nghe duy nhất mà mình gặp được nó sử dụng đến hai loại bề mặt trên một chiếc tai nghe. Trải nghiệm thực tế của mình khi đeo Sennheiser GSP600 ở trên tai thì mình cảm giác được là mình đang đeo một chiếc tai nghe có bọc nhung ở trên tai, nhưng mà về khả năng cách âm thì nó lại giống như là một chiếc tai nghe được bọc da. Và việc kết hợp hai loại chất liệu như thế này thì nó sẽ giúp cho GSP600 có được phần da được bền hơn theo thời gian. Và mình đánh giá là GSP600 gần như là vô địch ở trong về nếu như xét về khả năng thoải mái khi đeo ở trên tai. Microphone của GSP600 có một tính năng rất là thú vị. Đấy là khi các bạn gạt microphone lên thì nó sẽ tự động tắt mic đi. Sau khi các bạn gạt nó xuống thì nó lại bật mic trở lại. Và nó rất là tiện lợi và thông minh. Và hiện tại thì ở Việt Nam mình mới chỉ thấy duy nhất là GSP600 có được tính năng này. Và hầu hết tất cả những hãng khác đều không có tính năng này. Đa phần đều phải bấm nút ở trên dây hoặc là các bạn nhấn nút ở trên củ tai thì nó mới tắt mic đi. Ở củ tai bên phải thì các bạn cũng có một núm tròn tương tự như là ở bên trái của microphone, nhưng mà nó không hề vô dụng đâu, nó không chỉ là mang tính chất trang trí mà nó còn có tác dụng đấy chính là núm tăng giảm âm lượng. Nó rất là tiện lợi không kém gì việc các bạn gạt lên gạt xuống microphone. Sennheiser cho thấy là khả năng tận dụng rất tốt thiết kế của bất kỳ một vị trí nào trên chiếc tai nghe của mình, nó hoàn toàn không có một chi tiết nào thừa luôn. Với những chiếc tai nghe chơi game thông thường thì các bạn sẽ có thể thay đổi được kích thước ở vị trí hai bên này đúng không? Thì nó sẽ giúp các bạn có thể tăng giảm được cái chiều cao của tai nghe. Nhưng mà với Sennheiser GSP600 các bạn có tới 4 vị trí để có thể thay đổi kích thước. Với 4 vị trí thay đổi kích thước như thế này thì nó sẽ phù hợp với hầu hết tất cả đầu của các game thủ. Và ở hai bên thì các bạn sẽ có hai công tắc bình thường, nó sẽ kéo lên kéo xuống giống như là những mẫu tai nghe bình thường thôi. Nhưng mà ở trên đỉnh các bạn sẽ có thêm hai vị trí kéo thả nữa, nó sẽ làm cho các bạn có phần đỉnh đầu thoải mái hơn. Lúc các bạn kéo ra ngoài, chiếc tai nghe sẽ có độ rộng phù hợp với đỉnh đầu của tùy người. Và khi các bạn kéo vào thì nó sẽ thu hẹp lại một chút. Tổng quan về thiết kế của Sennheiser GSP600 thì mình có thể đánh giá là nó không được đẹp mắt cho lắm. Nó không đẹp như là của Corsair hay là của Razer, nhưng mà nó lại có độ thoải mái thì nói là tốt nhất trong tất cả những mẫu tai nghe hiện nay. Kể cả như là mẫu HyperX Cloud Alpha mình vừa được trải nghiệm thì nó cũng không thoải mái như là Sennheiser GSP600. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển qua với cả đánh giá chất lượng âm thanh của GSP600. Ở phần đánh giá chất lượng âm thanh thì mình sẽ cùng các bạn đánh giá ở hai nhu cầu cơ bản, đấy chính là chơi game và nghe nhạc. Với GSP600 nó được thiết kế ở dạng là Clawback thì nó sẽ hạn chế được việc âm thanh sẽ bị lọt ra ngoài. Nó sẽ giúp các bạn có khả năng cách âm tốt hơn. Nếu như các bạn có chơi game ở những nơi ồn ào ấy thì các bạn cũng sẽ có khả năng tập trung tốt hơn. Nhưng mà đổi lại đấy chính là nó sẽ hơi bí một chút đấy. Để đánh giá nhu cầu chơi game thì đầu tiên mình đã thử nghiệm ngay với cả tựa game bắn súng chuyên nghiệp có tiêu chuẩn khắt khe nhất thế giới, đấy chính là CSGO. Ở tựa game này thì các bạn sẽ không cần một chiếc tai nghe có giải lập âm thanh vòm 7.1 và các bạn cũng không cần một chiếc tai nghe có âm trường rộng, mà điều duy nhất mà các bạn cần đấy chính là độ chi tiết âm ở trong chiếc tai nghe đấy phải cực kỳ cao để các bạn có thể nắm được tất cả những tiếng động ở trong game dù là nhỏ nhất của cái đích.
Ví dụ như là tiếng bật zoom của khẩu AWP hay là tiếng rút chốt của những quả lựu đạn. Các bạn phát hiện ra những âm thanh này ở khoảng cách càng xa thì các bạn sẽ càng dễ giành quyền chủ động trong những pha đẩy lên hay là khiến kẻ địch bất ngờ. Sau khoảng tầm 1 tiếng chơi CSGO thì cảm nhận của mình đấy chính là mình cảm giác là GSP 600 nó được sinh ra dành cho tựa game là CSGO. Lúc mà mình chơi CSGO ấy thì độ chi tiết âm của GSP 600 là cực kỳ cao. Mình có thể cảm nhận được hầu hết tất cả những âm thanh ở trong game. Và kể cả như là tiếng bước chân hay là tiếng súng các thứ thì mình có thể xác định được tất cả mọi thứ. Và mình sẽ thông báo cho đồng đội của mình và có thể xác định được vị trí của địch tốt hơn. Tiếp theo mình sẽ trải nghiệm với cả một tựa game không quá khắt khe như là CSGO nhưng mà đang cực kỳ hot hiện nay, đấy chính là PUBG. Ở trong PUBG thì phần lớn thời gian các bạn sẽ là chạy bo ở trong những khu vực đồng cỏ hay là sa mạc rộng lớn, thì việc bị tấn công bất ngờ ở khoảng cách xa sẽ là thường xuyên xảy ra. Với những không gian game rộng lớn như thế này, nó cũng sẽ tương tự như là Call of Duty hay là Battlefield. Những lúc như thế này các bạn sẽ cần có một chiếc tai nghe có âm trường rộng và khả năng xác định vị trí rất là tốt. Thế nên là GSP 600 lại có thiết kế là Crowback nên là âm trường của nó sẽ bị thu hẹp lại phần nào. Và lúc này các bạn nên lựa chọn phiên bản thấp cấp hơn là GSP 500 thay vì là GSP 600 này đấy. Chơi game nó sẽ là như vậy, còn nghe nhạc thì sao? Sau một khoảng thời gian khá là dài trải nghiệm thì mình có thể nói luôn, đây chính là nó sẽ chống chỉ định với cả những ai thường xuyên nghe nhạc EDM hay là nhạc rock. Âm thanh của nó có chi tiết rất là tốt, có thể nói là cực kỳ chi tiết luôn. Nhưng mà vì GSP 600 nó hướng tới những game thủ chơi game FPS eSports chuyên nghiệp như là CSGO, thế nên là âm bass của nó gần như là rất mỏng và rất yếu. Nhưng nhờ chi tiết ấm tốt, mid ấm, thế nên là lúc các bạn nghe nhạc vàng ở trên GSP 600 là rất phê. Nếu như các bạn muốn có âm trường rộng cũng như là bass tốt để nghe nhạc EDM hay là nhạc Vina House ấy, thì các bạn nên sử dụng phiên bản thấp cấp hơn một chút, đấy chính là GSP 500 sẽ là một sự lựa chọn tốt hơn đấy. Về microphone của Sennheiser GSP 600 có chất lượng làm mình rất là bất ngờ, bởi vì khả năng thu âm của nó rất là trong trẻo, cũng như là nó không hề thua kém với cả những chiếc microphone rời chuyên nghiệp. Chất lượng của nó quá là tốt và nó cũng chưa hết đâu, khả năng khử tiếng ồn của chiếc microphone này cũng làm rất tốt luôn. Và trong quá trình mình chơi game thì mình có gõ phím cơ và nó vẫn không hề lọt vào quá nhiều ở trong tiếng trong game. Nó sẽ làm cho đồng đội của mình khó chịu nhưng mà nó không lọt vào, thế nên là đồng đội của mình vẫn rất là thoải mái. Vừa rồi mình đã đánh giá cho các bạn khá là chi tiết về mẫu tai nghe của Sennheiser GSP 600. Về thiết kế thì nó không được đẹp mắt lắm đâu, nó không đẹp như là của Razer hay là của Corsair hay kể cả là của Kingston, nó cũng không được đẹp mắt lắm. Nhưng mà về chất âm và khả năng các bạn đeo một cách thoải mái thì nó ăn chắc luôn. Về GSP 600 nó sẽ phù hợp cho các bạn chơi những tựa game như là CSGO, những tựa game cần có chi tiết âm tốt. Nhưng mà với những tựa game như là chiến trường rộng như là Battlefield hay là PUBG thì các bạn nên chọn GSP 500 thì nó sẽ là tốt hơn. Còn nếu như các bạn nghe nhạc ấy thì GSP 600 có thể đáp ứng được cho các bạn nghe nhạc vàng cực kỳ ngon luôn. Nhưng còn nếu như các bạn có dùng để nghe nhạc EDM hay là nhạc Vina House thì nó sẽ là bass của nó hơi thiếu lực một chút thì nghe nó không đã tai lắm. Và ý kiến của bạn như nào về mẫu tai nghe Sennheiser GSP 600 này hãy comment ở bên dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.